Xin chào mọi người. Mình tiếp tục lên video giới thiệu mọi người một chiếc máy cắt cỏ của hãng Kawasaki. Mã là TH34. Con này thì 34cc, lòng 37 ly các bạn nhé. Hàng Nhật bãi đã qua sử dụng. Còn khá là đẹp. Con này thì là cái tem của nó là ghi chữ Grip. Grip này thì là họ là một cái thương hiệu thương mại. Họ đặt máy của hãng Kawasaki sản xuất. Con này thì nó là máy thì là Kawasaki TH34. Grip ấy là một cái thương hiệu phân phối ngoài thị trường đấy các bạn. Máy móc thì bao zin nguyên bản. Này, các bạn có thể thấy rất là chất. Bộ con này thì là sử dụng tum điện và ống cần thì ống cần phi 28 các bạn nhé. Ống cần phi rất lớn, phi 28 rất là chắc chắn. Con và nó phi 28 này thì chúng ta có thể dễ dàng lắp những cái bộ sới cỏ, sạc cỏ, sạc đất, lắp vào hộp số thay vào cái chỗ vị trí cái đầu bò này thì rất là ok. Hàng thì zin, máy móc thì zin nguyên bản. Đây, các bạn có thể thấy được chi tiết nó. Khá là ok. Thằng em nó rửa, nó nằm bay mất cái tem này đi rồi. Nó vẫn còn mờ mờ cái chữ TH34D ở đây này các bạn này. Khá là ổn. Trên lốc máy thì có dập chữ Japan và một cái dòng chữ là ghi bằng tiếng Pháp, có nghĩa là sản xuất tại Nhật Bản. Máy móc thì còn zin nguyên bản, hơi thì rất căng, rất chắc. Con này là sử dụng chế One Pro các bạn nhé, chế zin đi theo máy. Con này nó có cái ngoắc dây đeo này rất là hay này, nó có 3 khe để chúng ta có thể là ngoắc vào tùy từng vị trí nào cho phù hợp, cho nó cân đối xứng máy nhé. 3 khe ngoắc dây đeo. Dây điện và dây ga thì được luồn ở trong cái dây ruột gà này. Máy thì sử dụng tay ga gạt. Nếu như mà bạn nào muốn tay ga bóp thì mình dễ dàng giờ thay thế cho các bạn nhé. Công tắc thì tích hợp sẵn trên tay cầm này. Tắt mở tích hợp sẵn trên tay cầm. Đấy, có cái bộ cái tay cầm này bằng cao su rất là mềm và chắc chắn. Cầm cảm giác cầm rất là chắc tay và rất là đầm tay. Sau đây mình sẽ test tiếng nổ của máy cho các bạn tham khảo. Máy thì rất dễ nổ. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Giá và cái số điện thoại để mua hàng mình ghi ở phần mô tả video. Các bạn có thể theo dõi luôn tại đó.